Kính thưa quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị và các bạn, sáng hôm nay Tâm Trân trở lại làng Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế để đến thăm một cựu lính già là bác Ảnh. Thì bác Ảnh cũng lớn tuổi, bây giờ cũng 6-75, thì bác đã bị thương tật, mất một chân. Và hoàn cảnh của bác cũng rất là cơ cực, nhà cửa không có, thì bác ở trên chiếc nhà, một ngôi nhà cũng đặc biệt, đó là một chiếc đò. Thì chiếc đò thì nằm bên sông, từ dòng sông này đi thẳng tới thì cách chợ Tây Ba cũng khoảng vài chục mét thôi. Hàng ngày thì bác phải lê lễ đôi tân tật của bác để mà bán những ấm về sổ, mà từ làng Thanh Hà này mà lên tới Huế để mà bán về sổ thì cũng mất khoảng 17 km đạp trên chiếc xe đạp. Thì trong những cái lần trước thì Trân thấy bác đi bán, thì Trân hỏi thăm, và hôm nay thì được dịp Trân trở lại tìm thăm bác. Vâng, bà biết. Dạ, chọn cái thời gian được mãi một gì lúc kẻ mà giờ về một cái hỏi đó chọn cái gì đó. Thế đi bác, khi bạn đi số à? Dạ, quả. Về mấy lần nữa đó, hôm nay mới gặp bác đây. Không gặp bác với bạn về số đi ngang đường Vũ Bình á. Nhưng mà không về được đây. Rồi ra mà bây giờ bà cứ ở hoài vậy nè, thì chẳng nhà ngoài ô đi à. Dạ. Ngồi còn rúng rính bác. Chờ thì bán rồi hoặc còn loại chia cho bạc miền đất cái định cư ở kia có hả? Bạc có lắm đi mẹ ơi, sao ban ngồi ở đó mua nặng mà đang ở từ trưa mà ngủ cái nổi giỏ có một cái bạc bạn thương nó đạp với đạp đạp xe đạp với bạn cái số tới đoan mối lần trên chỗ trên đường Trần Bụi đường Ngô kia. À dạ, trên Trần Bụi mấy gái như bọn bạn thấp tí chứ bạn có muốn nắng cho cái đo nó lên chụp không cha không mẹ đừng để là quả dừng chóc không cha mẹ chạy luôn đừng lấy lần chóc. À, nắng nắng để cho bạc mạc bởi cái ngôi, không đừng đâu đi ra một thôi. Có gì vừa thôi chứ con cáo lần chóc. Dạ. Lụt ra đối lúc kỳ làm cái tranh cáo lần chóc. Dĩ là vừa thôi. Dạ. Chọn mà bây giờ tấp đi lại hơn. Dạ. Rồi ôn lấy tới lâu chưa? Dạ lâu rồi. Bởi lụt chưa? Bởi lụt chưa? À, bởi lụt chưa lên con bởi dư là ở gì đó, ở dưới nước á. Dạ, dạ. Bởi lụt. Đầu đã nhận được chức quà cho chứ còn đưa đi lên chung chức quà. Dạ. Sau đi lên chung 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 nhờ ở lúc về ai về cho đồng mỗi lần mình cứ dở những cái thằng mà tôi nghĩ rằng cái mình đã người có hoàn cảnh cực khổ mà vấp ra cái hoàn cảnh như thế thì ai cho đồng mỗi nhờ ở đi bên đầu ăn cho mỗi uống dạ ăn ra ba con à anh như coi thì bà gần đây được ăn thịt bò. Dạ. Xe đạp cũng còn không? Dạ, xe đạp bò thì cái nhà là còn lại rồi. Dạ. Có tiền đi uống có tiền tiêu không? Có ai cho có uống có ly xì nhiều chi tiêu không? Tết tết đấy á. Dạ. Tết thì có thì cứ bắt thịt bò về cho vừa cầm lên. À, dạ. Còn vậy rồi chưa là bạn giờ thịt bò cũng được. À. Tết tết.
đến bà con việc cái giấc từng ngày bà buồn kinh hoàng rồi về đó điều là cho bạn về số cũng đeo cũng gửi lan lên thành phố về chắc 10 cây nha, quá tranh thủ nó phải mấy mấy cây 10 cây đi đợi nó phải đi cầu tiền quả quả đi đổ chiếc đường đường một chiếc hướng đấy, đường một chiếc hướng đường là đổi biển đường ngô cây đợi 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 bạn đợi đợi đứng đợi người ra cầu tiền nó đứng đứng đợi 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 giờ về chỗ đó tôi cái nào tôi đứng đi thôi người ngành trả rồi chứng đến nồi đi xa đến đến nồi là giờ đó rồi là được cho con người lại bạn chân mua chân lại làm được có những bạn giống như có nước ngoài 200 lẻ ba trăm lẻ chưa có được được cho bạn ngày 300 người phải một khi vừa đi lên bạn ngày chân được như có nước đầu gần 200 điểm thôi rồi cho cái cái đường Tôi nhờ vậy tới thầy hoàn cảnh ổn về người ta thương. Đầu trên đường bên cạnh một dòng sông giữa một gốc cây bàng rồi cũng đó là cũng là một cuộc sống của một con người của bậc ảnh, cái người cựu lính ngày xưa bị thương tật bây giờ là lệp lá lý bảng về số. Hôm nay là bạn có qua này chắc là bạn ăn phải 2 tháng đây. Là của gia đình bà Hiền ở bên Mỹ á. Lì xì cho bạn 1 triệu để gia đình bà Hiền ở Mỹ này. Cho bạn 1 triệu rồi cô tí ạ cũng thương bạn gửi cho các bạn 2 triệu thì bạn có chi tiêu ấy cho giá trị cũng có 2 triệu đúng cơ mà không bận dấu bận dấu cái đàn mấy tơ luôn sáu tơ luôn chào tơ đi mấy khóa của vợ có tế cửa dân cũng chồng rồi đi ra như vậy dạ có tên đây tên cửa rồi bạn cách cũng không đây chưa gửi cho các mối chất mối đất cửa cũng đo đúng cửa. Dạ, xin cảm ơn cô chị vì một khi ăn nhiều. Cứ có nhân tôi qua rồi. Vui lòng. Tôi nhớ nhất là dạ. Mừng rồi. Quá rồi dạ. 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 Thầy chúc bà sức khỏe. Dạ. Có số tiền nhiều thì bà dạ. Gửi người thân người nhà chứ cả mất. Dạ. Dạ. Ở đây có cửa của họ chứ hề kim. Có kỳ ạ. Kỳ lắm. Dạ. Rồi bà cái nhớ o trân trân đi này, o trân trân đi đó.
vợ đó đó đó, đó, đó. Họ kêu bố là bây giờ ở đây mà đi về đâu giờ lại cũng lại giờ vậy tôi giờ cả hai người nói chơi dạ 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 đó dạ của ai ai họ là được rồi công với cô cua nó đi mà gắn dạ cua cũng có họ đi đây thôi à. À, thì năm mới chúc bạc sức khỏe. Dạ rồi mà tiếp tục sinh nhai hả? Dạ. Về sách về sổ của mình hả? Dạ. Bây giờ tụi cháu xin phép phải đi. Dạ. Dạ. Ê, thì khi tôi chúc hai người năm mới bình an sức khỏe. Dạ. Vui vẻ. Dạ. Năm mới. Dạ tôi nhờ cả hai người lúc giữ đây. Bốn người giờ giờ bốn người. Con Ti và bà Ki. Con có đứa qua tới rất là nhiều. Dạ 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 và Tân Sơn đã có mặt đây là trước mặt chờ cổng để gửi một món quà của anh chị sang ở Mỹ cho cô Hải đi mua hai mắt và hàng ngày thì đi bán xung quanh thành phố Huế mẹ thì bán về số còn cô Hải thì bán tắm và bán bông về kèo kiếm sống khi thì chờ đóng ba khi thì chờ cổng thì hôm nay anh chị sáng á ở bên Mỹ á lại tiếp tục gửi yêu thương cho con là anh chị sáng biểu cho con triều này đây. Con cảm ơn cô bạn và ủng hộ chung sức cho mà con cầu năm mới ai như là mừng cảm ơn thưa anh chị sáng hôm nay có một người người là có như anh cùng một anh chị và một lần nữa con chào biểu hòa duy hơn nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho anh chị thân tâm được bạc sự an lành cảm tường dưới ý phúc lành. Bây giờ thì chương trình lại đến thăm cô bé Phước Lộc và đây là mẹ của cô bé thì để trao quà đông xứng cho bé hết nhà ngồi với cô. Là chị nghe nói là bữa nữa là như mình vô bệnh viện mà mình đỡ chứ đỡ chứ mà đỡ nhưng mà chứ bỏ thật lâu vậy chưa còn nói cho mẹ được không con nhà mà con đâu thì con mọi mắn đâu còn lại cũng mắn những cỏ giúp đỡ mọi những các mẹ cho bên anh được con cũng ở rất là nhiều cô chủ anh chị xa thương Chị gửi gắm mấy em phải gặp cô được chị để tìm hiểu thử là cháu có chữa được hay không rồi gặp mẹ của bé Phước Lộc chị gửi rất là thì em nghe bên mà có mấy anh chị giúp đỡ em cũng muốn để mình mọi lòng cảm ơn nhưng mà có tiền là cô chữa cho mẹ được không mẹ có được biết được mẹ chữa không được mẹ dạ ở Úc là chữa được hả? 550. Anh là chị? Dạ. Anh ta. Anh xuống đây ngồi đi. Dạ. Chị Di thấy ngõ ngậy thì anh trả lời anh ngồi xuống đây em không có đây được. Dạ. Em nghe mà ở Úc. Ở Úc là chữa được. Chữa được 50 hoặc là 550 là cái thứ hình xã tôi nghe nói cái tổng giá kinh thì giảm nữa là. Dạ. Tại vì có cái giá kinh màu. Ờ.
Nên để em là em bị giãn kinh mâu, bị hàng teo giãn kinh mâu. Anh là anh trai của bé là anh ruột. Là khi bác sĩ khám và cho biết là như thế. Dạ, nó là hiện tại thì là em gái của mình có thể là hiểu mắt có thể khác được. Cái khả mô thì nó rất là được, chẳng qua bị téo hay là kinh bao giống như cái thật binh nữa. Chẳng qua bị cái chóa thôi, chẳng qua đang mắc của người sáng. Chẳng qua bị... Nhưng mà rửa là cũng có khả năng... Khả năng điều trị được. Điều trị được. Nhưng mà chi phí rất cao. Và ở Hà Thành Lan, năm 50, nó chi rất trắng. Còn ở Mỹ, họ nói là, ở Mỹ họ nói là cái cơ mua cái kính màu. Thì anh cứ chia sẻ đi, tại vì có nhiều nhà học tâm mà muốn giúp cho bé được sáng mắt. Nhưng mà tại vì nhiều điều kiện gặp cũng khó quá. Thì hôm nay được gặp chị là mẹ, nhưng mà chị cũng không rõ là gặp anh trai, thì anh cứ chia sẻ đi. Là hỏi là từng em bé từng ở Mỹ cũng mua cái kính được đầu tiên đó, kính màu nó sẽ sáng được. Nhưng được là ở Mỹ có thể bán nhưng mà giá rất cao. Còn nếu như mà chữa thì để cho tầng gốc cho bé thấy được một phần có đó tư tư là chỉ có là ở Canada họ là 50 ở Mỹ là họ đã chữa trị được, nhưng mà phải đem bình án ra họ xem không ạ. Vừa trước đó, cũng có một chị ở bên Canada mà nói cứ gặp người nhà của bé để thử có cái cách mua đó, mà nếu như mà bác sĩ mới cho biết nếu chị chữa trị được thì anh chị sẽ giúp cái phần gọi là chi phí cho bé được sáng mắt, vì anh chị quá thương á. Thì bây giờ Trân đã gặp được người nhà của bé Phước Lộc, thì qua tìm hiểu như vậy thì Trân cũng xin kính thưa với quý cô chú anh chị hảo tâm mà có lòng thương tới bé Phước Lộc thì cứ liên hệ với Trân thấy là người anh. Nếu mà cũng theo anh chia sẻ thì cũng có thể là chữa trị được 50-50 không chắc chắn, nhưng mà ở Úc hoặc Canada, chứ ở Việt Nam thì không đủ. Nhiều quá, còn lại vì những anh thì đặc mong nữa là có một tiêu tiện sợi rồi, không biết nó bị sợi hết, tóc nữa. Để cái trên đồ là cái điều kiện mà, đúng không? Dạ. Nhưng mà giờ như trước mắt á, là có quà của anh Tuấn Lương. Anh Tuấn Lương anh ở bên Mỹ á, anh gửi cho bé Phước Lộc $50. Thì đây là chỉ đổi như này. Rồi 50 đô là được 1.2 triệu, đô 24 nhé. Dạ. Này cho tôi rồi chữ 2 nè. Dạ, cảm ơn. Rồi cầm cái bí thư cho nhớ luôn đấy. Dạ. Con là con chủ Tuấn. Tại cho con qua con được nói chi. Con chủ Tuấn. Thì con ở chủ Tuấn con được nói chi, con xin cảm ơn chú. Đỡ giúp đỡ cho con được nói chi, con xin cảm ơn. Dạ. Được thấy con gửi các tiêu tiền bồi dưỡng đi. Rồi có chị sau khi chị gặp được ai mà đồng cảm á, hỗ trợ về chi phí để mà có thể là giúp cho mắt em sáng á, chị sẽ liên hệ với anh chụp cho em số điện thoại ấy. Dạ. Anh tên chi hả? Là cũng Phước. Là anh đâu của mẹ? Dạ, Phước Đình Lộc. Dạ, Phước Đình Lộc. Cái điện chúng ta là Thò, thì Lộc Thò. Không, nhưng hôm nay là em rất là vui, tại vì khi nghe gặp được anh đấy chia sẻ là có thể là cũng còn hy vọng 50-50 nếu có điều kiện, có kinh phí đưa đi nước ngoài nữa. Cũng hy vọng được quý nhà hảo tâm có thể đưa tay cho em, nhưng mà tại vì kinh phí nó mắc lực cũng cao, không phải cao đến nước ngoài luôn đơn giản. Có vẻ là gì 50 lớp 12 2 sắm đâu 50 năm chứ hả? Năm 2 là 6 hơn 10 năm rồi. Dạ. Thôi nghỉ ngơi nhé. Dạ. Em giúp bạn chị. Dạ. Chào anh. Một lần nữa, Trân xin trân trọng cảm ơn cô Tri, anh chị Sang, anh Tuấn Lương cùng ở Mỹ. Cũng chúc quý cô bác, quý anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và sự an lành. Trân xin tạm biệt.